Đây là một Gioan mới được sinh ra. Gioan này được sinh ra mấy tháng rồi? Con xin à. Mấy tháng rồi? Thưa cha, 9 tháng. Mấy tháng? 9 tháng. Này là Gioan hay là Maria? Anh Tôn Nguyễn Thành Công. Anh Tôn Nguyễn Thành Công. Rồi, con được sinh ra anh Tôn Nguyễn Thành Công như thế nào? Con chia sẻ cho mọi người. Con xin chào. Cứ đi chào mãi, tôi đã bảo rồi, vô là nói liền. Con xin lần kính cho Chúa. Con khi con sinh, con của con đây là đến cái giờ sinh là 41 tuần rồi mà con đi sinh thì vô bác sĩ khám là bác sĩ nói là tại sao của một cá trước cổ cá mỗi vòng nguy hiểm như cá đi cạn kiệt hết nước ổi mà bây giờ mới vào thì thái con thì không đau bụng mà con vào thì bác sĩ thì rất chi là nguy hiểm, bây giờ vì lập văn mổ gấp thế thì bác sĩ nói là mà sinh con là sinh non thế con nói mấy tháng 41 tuần mà bác sĩ nói. Mỗi tuần là mấy tháng anh em? Đó là mấy một đứa con là 9 tháng 10 ngày, 41 tuần là bao nhiêu? Hả? Mấy tháng? 6 tháng hả? Hả? Thì xin bà đẻ mà bà còn không biết nữa. Mấy? Hả? Mấy? Mấy tháng? Thiếu một tuần hả? 10 tháng hả? Có đẻ thiếu tháng rồi, bảo là 10 tháng rồi thế nào? Rồi sao mà để làm cho nhiều người bối rối quá? Con cũng không hiểu là bác sĩ nói như vậy thì con cũng rất thắc mắc. Thế thì con lên bệnh sinh thì bác sĩ này là mổ gấp. Thì con xin thưa bác sĩ cho con sinh. Thế thì bác sĩ nói là không được. Thì con chỉ tỉnh tháp thôi chứ con nói bác sĩ cho con sinh thì bác sĩ bạn là nếu mà sinh ra em bé mà mất thế thì người nhà không được kiện bác sĩ. Thế thì con bác sĩ gọi chồng con vào thì chồng con hỏi là thế nào. Thế thì viết cam kết thì viết vừa xong thế thì chồng con ra khỏi cửa là đi đông dâu thì con ở trong này con đã sinh xong rồi. Đó là sau bác sĩ xuống bác sĩ này tại sao nhanh vậy thì con trả lời với bác sĩ là đó là bậc cái ơn mà con đã sinh được nhanh như vậy. Rồi là nhớ ơn Chúa. Hallelujah. Rồi đây là đứa thứ mấy? Con là đứa thứ ba. Rồi con bao nhiêu tuổi? Con 35 tuổi. Con ở địa phận Vĩnh, Nghệ An. Vâng, 35 tuổi mà sinh đứa thứ ba mà bác sĩ bảo là không sinh được nhưng mà chị vẫn sinh được. Và hôm nay chị bế đứa bé 9 tháng tuổi lên đây để làm chứng cho Chúa. Vì đối với Chúa không gì là không thể. Bác sĩ thì bảo không thể, nhưng mà đối với Chúa thì mọi sự đều bác sĩ thì bảo còn bác Chúa, đối với Chúa mọi sự đều giống như là Gioan, người ta bảo không thể sinh được nhưng mà bà Zakaria đã sinh được. Giống như Zakaria không nói được nhưng mà cuối cùng thì ông ấy đã nói được. Đây cho thấy là này Chúa tôi. Đây, thưa anh chị em, người ta bảo không sinh được, bây giờ nó đã sinh được, nó đang giấy trên tay tôi đây. Ơi, ui. Đây cho gửi tặng cho con cái máy 365 đầy dạng lòng Chúa thương xót nha. Đây cầm lấy hai tay đấy. Ua tôi. Hallelujah. Rồi Chúa lành cho con. Rồi.